Mến chào cả nhà. Xiết nước cho cây hoa giấy để cây hoa giấy mình nó nhiều hoa hơn thì mình xiết vào đầu tháng 11. Nếu mà cả nhà trời lạnh quá thì mình nên xiết nước vào đầu tháng 11. Mình xiết nước là mình cắt nước hoàn toàn cho cây hoa giấy. Khi mà mình cắt nước thì nếu mà mình sợ mình quên mình tưới nước lại á, thì cả nhà lấy cái bọc á, mình bao cái gốc lại, bao cái gốc hoa giấy mình lại để khi mà mình tưới các cây khác á, thì mình không tưới vào gốc nó nữa. Thì tưới thì mình ngưng tưới một tuần lễ. Nếu mà bị mưa nhiều á, thì mình ngưng 10 ngày là mình trồng hoa giấy trong chậu đó, để mình canh hoa giấy đúng Tết á, thì mình xiết nước thì cây hoa giấy mình nó mới nhiều hoa được. Và thời gian xiết nước cho cây hoa giấy thì một tuần đến 10 ngày. Còn mình ở miền Nam trời nóng thì mình xiết nước vào ngày 8 thì đến ngày 15 mình tưới nước lại. Và nếu mà cả nhà để cây hoa giấy cái nhà trên sân thượng nóng á, thì mình xiết nước 5 ngày là được rồi cả nhà. Nếu mình để lâu hả là cây mình nó thành cái nhánh củi khô luôn nè. Như cái này nè, nó cái này là mình xiết nước nó do là nó còn bông nhiều quá nên mình tiếc, mình để bông lại lát vát cho nó đẹp. Chứ khi mà mình không tưới nước một tuần lễ thì cả nhà thấy là nó sơ sát hết trơn nè. Đây, đây là cái gốc hoa giấy của mình nè, mình xiết nước trước cho cả nhà xem nè. Lá thì nó rụng hết trơn, lá nó rụng hết trơn. Rồi xiết nước á, là cả nhà nếu mà cái cây mình không hoa thì mình cắt bỏ hết luôn, cắt bỏ những cái nhánh này luôn. Mình cắt bỏ sâu vô chút cái này. Tại vì mấy cái nhánh khoe hoa này như vậy nè là mình tiếc, mình cắt một xíu gì nè thì mấy cái này nó sẽ không ra tược đâu. Mà xích vô như cái mắt này nè, như cái mắt này nè là mình cắt vào đây nè, chỉ đây nó mới ra tược mới thì nó mới cho hoa nha. Là mình xíu xong là do cái cây mình đang còn hoa nên mình tiếc mình để hoa. Chứ nếu mà cả nhà thấy cái cây mình không có hoa thì mình vừa xiết nước, ngày xiết nước là ngày cắt tỉa luôn, cắt tỉa là cắt gọn lại thôi. Còn xả vàng á, xả vàng là do cây hoa giấy mình nó lâu ngày nó không có bông thì mình xả sâu vô bên trong thân á, thì cái cây hoa giấy mình nó đâm cái cành nhánh tươi xanh non hơn. Để cho đây nó đâm những cái tự như vậy nè, thì mình tưới nước bón phân vô á, thì cái cây hoa mình nó rất là nhiều hoa. Nên khi mình cắt xiết nước rồi á, một tuần lễ thì mình tưới nước lại, tưới nước 3 ngày sau. Cả nhà hãy bón phân thì cái dòng phân 3 số là 16 16 16 8, hoặc là phân NPK 20 20 15, là cái dòng đó là cho hoa giấy nhiều hoa và nó lên màu sắc đẹp. Nó có nhiều số hiệu để mình bón vô cái gốc hoa giấy mình. Nhưng mà cả nhà nên nhớ là mình bón 1 muỗng cà phê hoặc 2 muỗng cà phê. Nếu mình bón nhiều quá thì cái cây hoa giấy mình nó ra đọt, nó bị cháy đen đọt. Nguyên nhân là do là nó dư phân. Dư phân nó cũng bị cháy đen đọt hết. Nên mình bón vừa phải thôi. Nếu mình bón phân mà nhiều quá là cây hoa giấy mình nó cũng bị dư phân là nó đen hết trơn, nó cháy đồ đọt nè. Cái này là mình giấy đỏ lửa nè. Trồng á, trồng leo vàng á, cả nhà nên trồng cây nguyên thủy á, thì hoa giấy mình nó sẽ tốt hơn. Mình có thể trồng vài gốc nhiều màu để mình kết hợp quấn lên viên vàng thì cây mình nó bền hơn. Còn mình trồng hoa giấy ghép thì nhiều khi nó dễ bị mục gốc nha cả nhà. Nó mục gốc lắm, do là nó thiếu không đủ chất dinh dưỡng cho các màu hoa giấy á, thế nên dễ bị mục gốc lắm. Này mình cắt gọn vô lại gì nè, mình cắt rồi mình tưới nước lại. 45 ngày là cây nó cho hoa, nhưng mà có khi mình gặp cái tình trạng là cái cây mình nó sẽ cho đọt không, không có hoa luôn, là do là cây của mình ít hoa quá thì mình giống như là nó thiếu chất, mình phải bón thêm là giá thể hoa giấy là sơ dừa, đậu tươi, phân rơm vào gốc nữa. Mà mình còn phải bón phân để cho nó ra hoa nhiều thì cái cây mình nó nhiều hoa được. Nhưng mà
mà nếu mà mình xử lý mà cái cây mình nó đọt không á, thì cả nhà cơi tàn là mình bấm bấm luôn, bấm cắt bỏ lá rồi mình làm thêm một lần nữa thì hoa nó ra đúng tết. Cơi tàn nó giúp cho cái cây hoa giấy mình nó nhanh hoa lắm cả nhà. Ở quê mình thì nhà vườn trồng á, là chỉ xử lý rồi cây nó ra hoa, không bao giờ cắt nước. Còn riêng những cái cây hoa giấy mình trồng ở trong chậu trên cao, mình nên xử lý để cây của mình nó nhiều hoa. Sợ nhất là dài. Đây. Hôm dài mình cắt một tuần lễ mà cái cây này nó nhánh là nó khô rang giống như là củi luôn mà cả nhà, khô quéo lại hết rồi. Cả nhà cứ canh là còn 2 tháng nữa tết là mình lo cắt nước, xiết nước, nếu mà trời lạnh quá thì mình xiết nước cho cây hoa giấy sớm, còn không thì ngày 8 tháng 11 âm lịch mình xiết nước một tuần lễ sau ngày 15 tháng 11 âm lịch mình tưới lại cho cây hoa giấy, cắt bỏ mấy cái nhánh này luôn nè cả nhà, thì cây mình ra hoa đúng tết. Mấy mắt này chứ nó còn màu xanh lắm nè, đó mình tưới lại là cây tưới 3 ngày sau hãy bón phân, chứ mình bón phân liền cây mình bị sốc đó cả nhà. Canh để hoa ra đúng tết. Tưới dư phân là nó có tình trạng là cây hoa nó bị đen đầu đọt gì nè, mà thiếu phân cây nó cũng bị đen đầu đọt trên hoa nữa nè. Đó là mình sử dụng phân quá cũng không được. Ở quê mình thì chỉ trồng hoa giấy là sử dụng giá thể gồm sơ dừa, chấu tươi và phân rơm. Nên nhiều khi cả nhà hỏi mình có sử dụng phân gà không, rồi phân bò không, thì thật sự là bón vô gốc nó vẫn tốt nha. Tại vì mình trồng trong chậu thì mình có bón vào gốc, mình thấy cái cây mình ra tượng xanh tốt. Còn ở quê mình thì bón thêm phân đó thì nó mắc tiền hơn là sơ dừa, chấu tươi, phân rơm. Nên nhà vườn chỉ sử dụng là toàn là phân NPK thôi để giúp cây hoa giấy phát triển nhiều. Mình thì mình có xài vô những cái gốc hoa giấy này thì mình thấy nó cây nó vẫn tốt bình thường. Mà đất phải tơi xốp thì cái cây hoa nó mới nhiều. Còn đất mà nó trồng lâu ngày á, cái gốc này nè nó bị dễ hắt á, là bông nết lắm cả nhà. Đây, mình xử lý sớm một chậu cho cả nhà xem. Đó, mình ít cây á, thì mình cắt bỏ như vậy rồi mình cắt lá luôn cho nó rủi rủi luôn như cây mai vậy đó. Nửa hoa nó nhiều lắm. Giấy thái á, nó nhiều gai lắm cả nhà, gai nó nhọn, còn giấy mỹ á, là gai nó ít, chỉ có vạn hoa lầu là nó ít gai, nó không gai luôn. Đó, mình cắt hết luôn, mình xử lý hết cái cây này. Đây. Nó khô hết luôn nè cả nhà, một tuần lễ mà nó khô như vậy đó. Mình chăm sóc, có chăm sóc thì đến tết cái cây hoa mình nó sẽ rất là nhiều hoa. Còn mình không chăm sóc thì đến tết cây hoa giấy nó cũng có hoa nhưng mà nó lác đác. Nên cả nhà nên cắt xiết nước cho cây hoa giấy để cây hoa giấy mình nó nhiều hoa hơn. Chứ mình mà đi quay ở dưới vườn là người nhà vườn không có cắt mà nhà vườn không có xiết nước đâu. Nhà vườn chỉ là xử lý bón phân cho cái cây mình nhiều hoa để bán thôi. Và hoa giấy là trồng là bán quanh năm đó cả nhà. Những khu du lịch đồ người ta mua nhiều lắm. Rồi công trình nữa. Cắt này sâu vô luôn. Đó mình mà ít cây thì mình xử lý, mình cắt như vậy luôn rồi mình tưới nước lại 3 ngày sau nhớ bón phân NPK. Mình thì bón 20-20-15 là cây nó hoa đẹp mà bông rất là nhiều luôn. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã xem cái ngày xiết nước cho cây hoa giấy. Kính chúc cả nhà luôn vui khỏe, may mắn, an lành và sự như ý. Xin chào.